Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của điện tử Quân Anh Chi. Thì hôm nay mình sẽ review và phân tích cái nguyên lý hoạt động của cái máy hàn hàn xung này, cái mỏ hàn xung này. Đó. Thì một số anh em nhắn tin hỏi mình nguyên lý hoạt động của cái nguồn xung và cái máy hàn xung này. Ok. Đó thì hôm nay mình sẽ giải thích cho các bạn xem. Đó. Thì cái máy hàn xung này đấy, thì thực chất ấy nó chỉ là một cái trong cái máy này. Nó rất là nó tương đối nặng hơn so với mỏ hàn nhiệt đó, vì trong này ấy, nó có một cái biến áp, thì biến áp như là mình nhớ là biến áp tự ngẫu đó. Thì trong cái biến áp này thì đây là cái biến áp mà mình đã là biến áp ấy mà các bạn đã từ học ở lớp 12 đó. Đây cái mẹ, đây là cái biến áp mà các bạn học lớp 12 thì nó có cuộn này là cuộn sơ cấp này, còn đây là cuộn thứ cấp này. Đó, đây là cuộn sơ cấp, còn đây là cuộn thứ cấp. Thì đúng như theo công thức ấy, đó thì là U1 này. Đó, U1 trên U2 thì bằng N1 trên N2. Đó, đúng theo công thức ngày xưa học cấp 3 là đúng theo công thức này. Đó, thì khi mà mình đưa cái đầu 220V vào đây. Đây. Cái giắc 220V đây. Đó, đưa vào đây. Đây là tức là đầu vào là 220V này. Đó, thì đưa vào đây và sau đó sẽ đi ra hai đầu này. Các bạn hơi mở đi, đó. Nó sẽ đưa ra hai cái đầu này. Hai đầu này là hai đầu riêng biệt, thì chỗ này là cách điện nhá, chứ không phải là dính vào nhau đâu đây. Hai đầu này là cách điện này, mình có cái đoạn vàng vàng này là để cách điện đấy. Đó. Thì sẽ đưa ra điện áp ra đây. Đó, và sẽ đưa ra hai cái đầu này. Đó, cái đầu này là đầu mỏ hàn đấy, đó. Rồi hai đầu này chập vào nhau. Đó thì khi mà các bạn cắm vào đây. Cắm vào, đó. Cắm vào ổ điện 220V. Đó. Đó thì khi các bạn cắm 220V vào đây mà hai cái đầu này chập vào nhau thì sẽ xảy ra hiện tượng đoạn mạch. Đó là từ ngắn mạch ấy, chuẩn hơn là theo lý thuyết thì gọi là điện hai đầu chập vào nhau thì gọi là hiện tượng ngắn mạch. Đó thì khi mà ngắn mạch ấy thì sẽ làm cho cái mối này, cái mối đầu này này, đây này, cái mối đầu này này, đó, cái mối đầu này nó sẽ nóng lên, cái đầu này sẽ nóng lên, và khi nóng lên thì nó sẽ làm chảy cái thiết hàn, đó, chảy cái thiết hàn ở đây 220V vào đây này. Đó, sau khi qua cuộn thứ cấp thì sẽ hạ áp 200V, chỗ này nó khoảng vài volt thôi, nhưng mà đây là điện đại AC đó. Vì sao mà khi mà hiện ngắn mạch ấy, trong thực tế ấy, thì nó rất là nguy hiểm, nó xảy ra cháy nổ chập, bởi vì do cái điện áp nó cao. Ví dụ nhà mình ấy mà hai, ví dụ chân nóng và chân trung tính ấy mà chạm vào nhau đó thì nó sẽ nổ, mà nó rất là nguy hiểm, dây cháy nổ, bởi vì nó là sử dụng điện áp cao. Còn đây sử dụng khi mà qua cái biến áp này rồi thì cái cuộn thứ cấp này nó rất là ít vòng này, và cái dây đồng nó to đó. Thì các bạn theo công thức này thì có đúng là bằng U, thì đây là điện áp của tại đầu ra đúng không, thì là U2 đúng không, U2 thì bằng gì, U2 thì bằng U1 này nhân với N2 này trên cho N1 này. Đó thì cái N1 này là cái cuộn 220V này nó cuốn rất nhiều này. Đó thì cái này là tăng lên này, và mà cái này là giảm đi này. Đó, tử giảm mẫu tăng thì rõ ràng U2 này sẽ rất là nhỏ này. Đó, U2 này rất là nhỏ này. Đó thì cái điện áp U2 là nhỏ, do đó là khi mà nó xảy ra hiện tượng ngắn mạch thì cái nó sẽ không nổ, mà nó chỉ sẽ làm nóng cái đồng này này, nó sẽ làm nóng cái dây đồng này, bởi vì điện áp nó thấp mà. Đó, nó sẽ làm nóng cái dây đồng này để làm chảy thiếc. Đó thì bây giờ mình sẽ đo xem là cái điện áp ra tại cái chân U2, đây là U2 đây này, ra tại U2 xem là bao nhiêu volt nhé. Ok, đó thì mình đã tháo cái mỏ hàn mình ra như này rồi đây. Đó, đây là mỏ hàn xung mình đã dùng thời gian rồi. Đó thì cái mỏ hàn xung này nó khác với mỏ hàn nhiệt là chỗ là nó dùng cái biến áp, còn mỏ hàn xung thì một vài cái mỏ hàn xung đơn giản thì họ dùng cái dây mây so để đốt nóng dây mây so, dùng trực tiếp 220V để đốt nóng. Ok, đây nó sẽ ra hai cái đầu thứ cấp này. Đây bây giờ mình sẽ đo cái điện áp ra tại cái đầu thứ cấp này. Đó, thứ cấp đây, thứ cấp của biến áp xem là bao nhiêu volt nhá. Đây, đó, đầu vào là 220V, đầu ra là xem là ra bao nhiêu volt. Đây mình sẽ bóp nha.
Đó, nó rất là nhỏ, khoảng 0,384 V. Đó, rất là nhỏ. 0,384 V. Đó. Mà điện áp gia là tương đối nhỏ, đó, nên thế là nó sẽ làm cho cái đầu này, cái đầu mà đưa ra cái đầu hàn này, nó sẽ không bị chập quá, nó sẽ không bị cháy nổ, mà nó chỉ làm lên nóng, cái đốt nóng cái cuộn đờ cái dây đồng ấy thôi, đó. Và hai cái đầu này ra là rất là to, bởi vì là khi mà xảy ra hiện tượng đoạn mạch ấy, nó ngắn mạch ấy, thì là cái dòng điện ấy nó rất là lớn, đó, nó rất là lớn, thì I bằng UJR mà, đó. Thì khi mà điện trở sấp xỉ không ấy thì y lúc này là tiến về phía cực đại đó, y bằng UJR mà đó, thì lúc đó cái dòng cao ấy, thì cần một cái phần cuộn thứ cấp ấy nó quấn bằng dây đồng cực kỳ to thì nó mới chịu được tải, còn nếu mà dây đồng nhỏ nó sẽ làm cho nóng cái vị nắp này đó và nó sẽ không được bền đó, nên dần dùng phải dùng cái dây đồng to như này đó. Mình đo lại xem điện áp ra là bao nhiêu vôn nhá. 1, 2, 3. Đó, 0,384 V, tương đối nhỏ. Không hiểu sao nó thấp ấy nhỉ. Đó. Đó, ok. Đó thì hôm nay mình đã giới thiệu cho các bạn xem về cái nguyên lý hoạt động của cái mòn xung này. Đó, và cái đo cho bạn xem là cái điện áp ra khoảng bao nhiêu vôn. Đó, điện áp này 200 V đầu ra không phải 0,384 V thôi, tương đối nhỏ. Đó thì ok, thì các bạn nào mà thấy video mà hay, thấy thú vị thì cho mình xin một lượt like, một lượt subscribe để ủng hộ kênh của mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Bye bye.